Con kia, mấy giờ rồi? Tiếng dép quẹt quẹt đang bước trên cầu thang, đó chính là tiếng dép của mẹ chồng tôi. Sáng nào cũng vậy, mẹ chồng tôi cũng không quên gọi tôi dậy kiểu đó vào lúc 5 giờ sáng, mặc dù tôi đã dậy từ lâu. Con dậy rồi mà, đánh răng vội vàng. Cái loại thối thây, ngày nào cũng phải để tao gọi. Tôi cười ngu ngu gãi đầu. Con vẫn dậy đúng giờ mà mẹ. Tôi chạy xuống dưới. Mày đi thế, âm âm vậy thằng Minh, nó ngủ sao được? Ý chồng tôi. Mẹ chồng tôi là vậy đấy, bà bán thịt lợn ở đầu chợ. Sáng nào tôi cũng ra sắp thịt cho mẹ. Mẹ vẫn bảo với mọi người. Con này lười lắm. Nó ngoan thế còn gì, sáng nào cũng phụ mẹ chồng rồi mới đi làm. Hàng xóm nói. Ngoan gì, con dâu nhà này không làm tôi vả vào mặt cho. Tôi thở dài không nói gì vì lời lẽ trợ búa của mẹ chồng. Dọn dẹp xong, tôi quay đi. Mẹ chồng không quên câu chốt hạ. Đi làm, nhớ mà về sớm, đừng có đàn đúm. Cái bọn công sở bây giờ toàn lăng nhăng lít nhít. Vâng ạ, vẫn câu nói chỉ vâng. Tôi và Minh quen nhau được vẻn vẹn 6 tháng thì cưới. Anh làm cùng ngành điện lực với tôi. Chúng tôi quen nhau từ chính nơi công sở như mẹ nói. Tôi có thai trước khi cưới, nhưng sau hôm đám cưới, tôi bị ra máu. Thai lưu, đến nay đã 2 năm, tôi vẫn chưa có bầu lại. Hôm nay mùng 1, tôi mua chút hoa quả, đặt lên bàn thờ. Bố chồng tôi đã mất từ lâu. Bố ơi, năm nay bố phù hộ cho vợ chồng con có con nhé. Chồng con mong lắm rồi. Tôi nấu bữa sáng, chuẩn bị cho chồng. Anh ơi dậy đi. Ừ, dậy luôn đây. Chồng tôi là một người rất hiền lành. Tháng nào cũng đều đặn mang tiền lương về, nhưng là đưa cho mẹ, không phải đưa cho tôi. Tôi có nói thì anh lại bảo, mẹ lo chi tiêu nhiều thứ, đưa cho mẹ đâu có thiệt. Sau cần gì anh sẽ hỏi mẹ. Dù là vậy, nhưng hàng tháng tiền điện sinh hoạt mua mắm mua muối lặt vặt, mẹ chồng đều gọi cho tôi với giọng chì chiết. Nhà hết đường rồi à, mà mày không biết đường mua về. Hè nóng này, tao uống cốc nước chanh mà cũng không có. Ngồi ở cơ quan, mẹ chồng nói to, khiến các anh chị bên cạnh cũng nghe thấy. Tôi xấu hổ, chị Hương cùng cơ quan. Mày sao cứ để bà ấy nói mãi thế, không dám nói lại à? Em không dám, như vậy cũng không nên chị ạ. Cứ cho là em sai thì được hết. Mày nhịn giỏi đấy, như tao thì tao chịu. Tôi cười rồi về tới nhà chị dâu sang chơi. Chị đã ra ở riêng. Chưa xin được ra ngoài à? Em chưa, nói anh Minh sẽ không chịu đâu. Lão Mạnh nhà chị, đợt ấy cũng thế. Mà chị làm căng quá, nên phải cho ra đấy. Méo ai mà sống cái cảnh ấy được. Chả làm méo gì, lúc nào cũng chửi chửi. Nói bé thôi, mẹ nghe thấy đấy. Đang chơi với cháu trong phòng. Mẹ chồng nhìn ra mặt lừ lừ. Con Linh, mang bớt thịt trong tủ về mà ăn. Con không ăn đâu, nhà vẫn còn đầy. Chị không ăn thì con tôi ăn. Chị nói ích kỷ chỉ biết mình chị thôi. Còn cháu tôi nhìn xem, ra ngoài nhìn như bọn chết đói, suy dinh dưỡng. Form chúng nó thế mà mẹ, anh Mạnh cũng có béo đâu. Nhà này mỗi mẹ to nhất. Tôi mím cười vì lời chị dâu. Tôi to nhưng tôi chịu lao động, còn chị ở nhà ăn bám, nên chị đẹp chị xinh. Tôi thấy căng thẳng. Con nói cho mẹ biết, con ở nhà bán hàng qua mạng, còn nhiều tiền hơn con mẹ đấy. À, bán mấy cái đồ đa cấp nên về dạo oai với tôi đấy hả? Bước. Mẹ chồng quá lớn. Mẹ chả đuổi thì con cũng đi. Con trai mẹ còn chả chịu được mẹ thì ai chịu được. Con mất dạy, cút ngay. Con Hân, mày ra đóng cổng lại. Tống cút luôn. Mẹ chồng bực tức hầm hầm đập tay vào bàn. Mẹ nó chứ, nuôi chúng nó từ ngày méo có công ăn việc làm gì. Bây giờ có tí tiền lại láo với bà mày à? Tôi chán, tiêu nghỉu. Bạn tao đến bây giờ, mày đi pha ấm nước sôi đi. Mẹ chồng cứ mày tao con nọ con kia. Tôi ra sân quét dọn thì thấy bạn của mẹ chồng vào. Ai nấy vàng đeo đầy cổ, mặt dữ tợn. Con dâu thứ hai đây à? Cháu chào cô ạ. Ừ, chào cháu. Mẹ chồng ra cửa chỉ trỏ. Mày dắt xe vào cho bác ấy còn đứng trơ mắt ra. Bạn mẹ chồng thấy nói quá. Sao mày nói với con dâu thế á? Bọn này phải dậy. Không dậy á, để nó nhảy lên cổ à? Vậy đấy, mẹ chồng tôi là vậy đấy. Tôi nấu cơm xong, chờ mãi không thấy chồng về. Gọi điện thì không nghe máy. Mẹ chồng đi chơi về. Sao không dọn đi, còn bày ra đấy à?
Anh ấy chưa về ạ. À, nó nhắn tao lúc nãy bảo là nó đi đá bóng. Gặp ở đầu ngõ tao quên không gọi cho mày. Mẹ chồng vào phòng đóng sầm cửa. Con ở nhà mà, sao không biết nhỉ? Dọn trên tầng thượng nên không biết. Tối đến tôi thấy chồng gọi về. Anh về muộn lắm, ngủ trước đi. Sao đá bóng gì mà về muộn thế? Tắt máy luôn, tôi chưa kịp nói hết. Đến đêm điện thoại reo lên, tôi bất giác nhìn đồng hồ trước mặt, điểm 1 giờ đêm. Vừa nghe tiếng alo giọng vội vã. Hân ơi, dậy đi em, chị Liên. Tôi mở mắt nhìn lại số, đúng chị Liên vợ của bạn chồng tôi. Có chuyện gì mà chị hớt hải thế? Mày có ra ngay quán karaoke gần cơ quan. Chúng nó đi đá bóng xong, vào quán hát gọi mỗi đứa một con kia kìa. Nhưng sao chị biết? Thằng bạn chúng nó ngu, đang live stream kia kìa. Tôi vội lên mạng mở, thì thấy đã bị xóa. Tiếng điện thoại Liên gọi lại vang lên. Chị với bà Trang, bà Vân, chờ ở dưới đây rồi. Xuống đây, ra đấy cho bọn nó một trận. Nhưng mà có chuẩn không chị? Nhỡ may không phải thì sao? Tao nhìn thấy thằng chồng mày đầu tiên đấy. Tôi mặc bộ đồ ngủ, đi xuống. Các chị kẹp mỗi xe máy 2 người. Chị Liên chở tôi. Lần này, tao phải cho vỡ mặt thằng chó này ra. Kìa, chị cứ bình tĩnh. Sao mày rừng rưng thế Hân? Mấy thằng mất nết, ăn no rừng mỡ. Đá bóng méo gì đến 1 giờ đêm, có mà đá sân hàng chiếu. Vân tức giận nói. Các chị đừng nóng, đàn ông họ có sĩ diện, có thể chỉ là nhầm lẫn. Cho nó lên nhìn cho đỡ nhầm, chị Liên nói. Đến nơi, nhân viên quán không cho vào. Mẹ nó chứ, rõ ràng xe chúng nó ở kia mà. Chúng nó không cho vào, đúng là bọn giật mình. Vân tức giận. Ở đây, bọn mình nuôi con mọn xồ xề, nó bao che mà lại. Có mỗi con Hân nhỏ nhắn dễ nhìn, mày xóa tóc ra, xong rồi giả như là bọn làm gái ấy, nó mới cho vào. Chàng gợi ý. Nhưng em đang mặc đồ ngủ mà. Được hết, cứ nghe chị đi, vào xem sao chứ, nhớ quay lại đấy. Tôi xóa tóc đi vào khi nghe chị Liên nói thế. Chị vào phòng nào ạ? Nhân viên hỏi. Chị có hẹn với mấy anh đội bóng ở trên, tôi nhanh nhẩu đáp. Tôi đi lên, hồi hộp nhìn từng phòng, qua ô cửa. Tiếng lũ đàn ông say xỉn rô. Tôi ngó vào, thấy chồng tôi đang ngồi cạnh một cô gái, đầu tựa vào vai cô ta. Cô ấy mặc chiếc váy 2 giây, hở rõ bộ ngực ngồn ngộn. Tôi quay đi, chạy xuống, cũng không thể mở cửa chạy vào. Ra ngoài các bà dồn dập hỏi. Có thấy chồng chị không? Lão Vinh nhà chị có ở đó không? Còn lão Thanh nhà chị? Tôi buồn bã gật. Có, mỗi tên một con. Tao biết ngay mà, bọn mất dạy. Chờ đây. Rồi cho nó vỡ mặt ra. Các chị chờ đi, em về đây. Mày dốt lắm, xem chúng nó đi đâu đã chứ. Nhưng mà em ngại phải đối mặt lắm. Mày hiền quá, nó nhảy lên đầu đấy. Chúng tôi ngồi nấp ở góc bên đường, mỗi đốt chân tịt đến hết lên. 3 giờ sáng, họ kết thúc cuộc ăn chơi trong quán karaoke. Vừa thấy chồng, mấy chị lao ra tóm lấy chồng cãi nhau ầm hết cả. Đi đá bóng đây à? Về đây biết tay bà. Lên xe. Vân quát chồng. Tôi thấy chồng tôi dắt xe, rồi đứng nói chuyện với cô gái lúc nãy. Rút điện thoại ra như thể trao đổi số. Tôi bước ra, khiến chồng tôi giật mình. Ôi, em làm anh giật cả mình. Anh say chưa? Tất nhiên là chưa. Sao em ra đây? Anh không say. Vậy tại sao trong quán, anh lại tựa vào vai cô gái kia? Tôi chỉ. Anh tựa khi nào? Em đừng có nói vớ vẩn. Tôi chẳng nói gì, quay đi. Này, lên xe đi còn về, muộn rồi. Tôi dỗi bước đi, mặc kệ. Lên xe còn về. Tôi không nói gì, lên xe mặt hầm hầm. Anh chẳng có gì cả, mấy ông ấy gọi chúng nó lên rót bia thôi. Từ rót bia sẽ sinh ra nhiều hệ lụy. Em thôi đi, em thừa hiểu tính anh không thích lằng nhằng. Chồng tôi khá đẹp trai, cao giáo lại học giỏi. Tôi rất sợ anh ấy một ngày phản bội mình. Về nhà tôi vừa định bước lên cầu thang. Ái chà, vợ chồng chúng mày dạo này còn đi chơi đêm đấy à? Con kia, chuẩn bị ra chợ đi, còn lên đấy mà nằm ưỡn ra. Mẹ chồng đay nghiến. Mẹ nói ít thôi. Mình nạt mẹ. Cái thằng này, mày nghe con vợ mày nó nói gì nên mày cãi tao à? Bám lấy vợ mày mà sống mà ăn. Tôi lên thay đồ, mặt sưng lên chả nói gì. Kệ mẹ, đi ngủ đi. Mình nói và ôm tôi. Đừng ôm tôi, giống khi anh ôm gái gọi. Anh ôm khi nào? Vợ chồng tôi cãi nhau to. Chính mắt em thấy,
anh đừng chối cãi. Bên ngoài, mẹ chồng đứng ở cầu thang, nghe ngóng rồi quát lên. Nhà của chúng mày đấy à? Cãi nhau thì ra ngoài, đừng để tao nghe thấy. Em nên im miệng đi, anh có rượu rồi. Ghê tởm, hóa ra anh Toàn về muộn, có khi là Toàn qua đêm với gái. Mình tát bốp vào tôi, mẹ chồng đứng im. Anh đánh tôi à? Mình không nói gì, cởi bỏ áo ném xuống giường. Con này im đi, chồng nó say rồi, nó đánh cho thì còn kêu ai? Đi hát hò, còn gọi gái, mẹ bảo ai chịu được ạ? À? Ôi giời, mấy cái con rót bia, chấp làm gì? Quan trọng là đi nó vẫn về. Thằng Minh trông thế, con nào mà chẳng chết. Mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa đi. Mình nói. Ơ cái thằng này. Mẹ nói câu nữa, mai con ra ngoài sống đấy. Tôi chán đi ra cầu thang, thấy mẹ chồng nịnh chồng. Mẹ mua cái chim bò hầm cho con ăn rồi đấy. Mình nằm quay vào tường. Tôi không thèm nói gì nữa, xuống dưới, ra chợ sắp thịt cho mẹ chồng. Thằng Minh đi làm cả ngày về mệt, nó đi giải trí một tí mà mày cứ loạn cả lên. Đấy không phải là giải trí, đấy là đang sa vào tệ nạn xã hội. Không chịu được thì bỏ đi, cứ nói mãi. Tôi nhìn mẹ chồng, người mẹ lại đi khuyên con dâu một câu đơn giản. Không chịu được thì bỏ đi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phải biết bằng lòng với những gì mình có. Đó là lời mẹ đẻ tôi dặn trước khi đi lấy chồng. Một điều nhịn là chín điều lành. Tôi vẫn sắp thịt chẳng nói lại, nói ra lại nói mình láo, rồi thêm đau đầu, nên tôi nhịn. Về nhà tôi cũng chẳng nấu cơm ăn, mà đi thẳng đến cơ quan. Mấy ông trong phòng tôi xôn xao. Hôm qua bọn bên phòng kinh doanh đi hát, bị vợ bắt được đấy. Ê, Hân, chồng em có đi không? Mày hỏi thừa, kiểu gì mà chả có. Họ cười đều sau lưng tôi. Chị Hương làm cùng kéo ghế sát vội vã hỏi. Thế hôm qua chúng nó hát có gái mà. Cái thằng bên đội đó, ngu, lại còn live stream. Thế mày có về nói chồng nói gì không? Không, còn tát em cơ chị ạ. Cái gì? Đã ăn cướp lại còn la làng. Về nhà mẹ đẻ vài hôm, cho đỡ tức rồi về. Em tức một phần, mà em thất vọng nhiều hơn. Đã ở với mụ mẹ chồng quái thai rồi, giờ nó còn thế, thì méo ai mà chịu được. Tôi chỉ biết cười nhạt quay đi. Chưa đến chạm mặt với chồng ở nhà ăn, anh ta còn đi thẳng, không thèm gọi vợ. Được đấy, anh thích thế chứ gì. Tại bàn ăn của Minh, chồng Hân. Hôm qua về con vợ tao nó đay nghiến cả đêm, méo ngủ được. Cái thằng Kiên ngu không chịu được, còn lai với cả chim, làm mấy con mụ béo nó biết. Sáng nay nó vứt quần áo của tao, bảo là mang đi gái nó giặt cho. Tao đang điên hết cả người đây. Còn vợ tao nó cũng nói dai lắm. Mày sao, Minh, về nó có nói gì không? Có, loạn cả nhà lên, mệt người. Sau đi thì đi, cứ gọi mấy con dịch vụ ấy làm gì. Qua tao say quá chả biết có sờ soạng hay làm gì con bên cạnh không. Tao cũng chả nhớ gì. Vậy đấy, đàn ông khi sai, họ chẳng bao giờ nhớ lỗi lầm của mình. Và nếu mình sai, họ sẵn sàng xúc phạm, chửi rủa, thậm chí đánh đập. Tối về nhà nấu cơm, mồ hôi chảy nhễ nhại vì nóng. Ngày kia dỗ bố thằng Minh, hai đứa mày xem lo mà chuẩn bị. Mẹ gọi chị Linh chưa? Thế bây giờ làm gì cũng phải hỏi nó à? Nó là mẹ tao chắc. Đứa nào ở nhà này thì phải lo làm có thế thôi. Tôi lau mồ hôi rồi cũng chẳng nói gì. Điện thoại hiện tin nhắn. Bận việc không về ăn cơm đâu. Chồng nhắn. Tôi đọc xong chán chẳng buồn gọi lại. Ngồi ăn cơm với mẹ chồng. Mày làm thế nào thì làm. Thời buổi này giữ chồng mới là khó. Chứ để chồng nó chán thì còn khổ hơn. Việc đẻ đái đơn giản nhất mà cũng chưa làm được. Con đi khám bác sĩ bảo vẫn bình thường mẹ ạ. Bình thường? Bà bĩu môi. 2 năm rồi chưa có mà bình thường à? Liệu mà sinh đẻ không có con cái ràng buộc rồi sớm muộn nó cũng bỏ. Nếu chỉ vì con không đẻ được mà anh ấy bỏ con thì con cũng không cần sống với người như thế. Mà nếu như con không có con thì con tự nhường để anh ấy đi lấy vợ. Ừ, mày cứ nói oai đi. Tao sống mắt lên xem trụ được bao lâu khi không có con cái. Tối đến tôi làm việc trên máy tính, hai mắt mỏi nhừ. Tôi vươn vai rồi đi tắm. Nhìn xuống dưới sân, thấy mẹ chồng đang mở cổng cho một người đàn ông lạ. Động tác thậm thụt rón rén. Mẹ chồng thấy tôi nhìn xuống, liền đi vội vào trong nhà. Tôi vẫn thấy mẹ thì có điều đó là bình thường, nhưng lại là nam khác giới. Lại đến nhà đêm khuya như thế, tôi thật sự tò mò.
Nửa đêm thấy cạch cửa phòng, thấy chồng người đầy mùi rượu, nằm đè lên tôi. Tôi vẫn nhắm mắt ngủ coi như không biết gì. Em ngủ chưa? Tôi không trả lời. Nếu chưa ngủ, làm tí đi. Tôi vẫn không trả lời. Chồng tôi thở dài, rồi kéo chăn, giận dỗi quay đi. Hôm sau tiếng mẹ chồng lại gọi lên. Ngủ thì mở cái cửa phòng ra. Việc gì mà chúng mày cứ phải đóng im ỉm thế? Cho bí ra. Chồng tôi xoay người, lấy gối ôm vào đầu. Tôi đối đáp. Ngủ phải đóng cửa chứ mẹ. Dù sao cũng là không gian riêng tư của hai vợ chồng. Thế ý mày bảo, tao không cho chúng mày không gian riêng à? Ý con không phải là như thế. Mày gọi bố mẹ mày sang đây, để tao hỏi xem, bố mẹ mày dạy mày nói với tao như thế à? Mẹ thừa biết, bố mẹ con có học thức, không bao giờ dạy con đi sai hướng. À, thế ý mày là nhà tao không có học thức hả? Con không bao giờ có ý nghĩ đó, mẹ đừng suy từ bụng nghĩ của mẹ, áp đặt lên con. Ôi giời ơi, thằng Minh! Dạy mày méo dạy được, để nó hôm nay cãi nhau ngang mặt với tao thế à? Con không cãi, con chỉ nói quan điểm và suy nghĩ của con thôi. À được rồi, con này, còn láo hơn cả con Linh. Mày ra vẻ triết lý với tao hả? Mày lấy con tao về, mày mang được cái méo gì về cho cái nhà này? Mẹ đừng nói vậy, vợ chồng có của cải thì là của chồng, công vợ. Vậy theo mẹ, con lấy chồng con về là con phải mang của cải về nhà chồng à? Mẹ muốn con mang cái gì về nhà này? Ôi dồi ôi, tưởng nó hiền lành, hóa ra toàn một lũ yêu tinh yêu quái. Mày cút, cút khỏi nhà tao. Tôi không nói gì nữa. Cút! Chồng tôi nhổm dậy. Em xin lỗi mẹ đi. Em sai gì? Nói xin lỗi thì xin lỗi đi. Em không sai. Thế ý em là mẹ sai à? Em không xin lỗi, hay là để anh bảo mẹ anh xin lỗi em? Tùy anh. Mẹ chồng chỉ trỏ. Mày thấy chưa? Ngay từ đầu, tao đã bảo đừng lấy con này về. Nhà nó nhìn nhà mình ra vẻ khinh khinh, chê mẹ của mày dân chợ búa. Nhà vợ mày đấy, mày để người ta khinh mẹ mày hả Minh? Em xin lỗi mẹ đi. Em không sai. Im mồm. Mẹ chồng chỉ tay xia xỉa vào mặt tôi. Mày là loại mất dạy. Ra khỏi nhà tao. Đây là nhà tao, méo phải nhà thằng Minh. Mẹ không phải đuổi, con nhẫn nhịn 2 năm qua. Vậy mà cuối cùng cũng chẳng là gì với mẹ. Đúng là khác máu tanh lòng. Mình đứng dậy bóp cổ tôi. Mày ăn nói với mẹ tao thế à? Loại này á, bỏ méo tiếc con ạ. Đẻ đái cũng là cái việc đơn giản nhất, con chẳng làm được. Mẹ lấy cho vợ mới. Tôi nghe câu đó xong cay cú nhìn chồng. Tôi có cố gắng bao nhiêu thì mình tôi vẫn chưa đủ. Anh có lấy vợ mới không? Quyết định hôm nay đi. Chồng tôi đấm bụp tay vào tủ. Ôi trời ơi con! Tay chồng tôi chảy máu. Mẹ chồng tôi hoảng loạn chạy đi lấy khăn. Sao mày dại thế hả con? Mẹ nói ít thôi, việc nhỏ mà cứ nói to ra. Tôi đẩy chồng ra rồi xách túi đi thẳng xuống nhà. Có giỏi thì đi luôn đi, đừng về. Chồng tôi nói với theo. Tôi đến chỗ làm mà như kẻ mất hồn, chán nản mọi thứ. Mấy bà chỗ làm cứ xốn sang. Chị Tiên làm cùng phòng xì xào với bà Hương. Bọn bên kinh doanh có nhân viên mới. Nghe nói con ông cháu cha xinh xinh lắm. Tôi vừa cắn bánh mì vừa nghe. Hôm qua mình có kể với em không? Con bé hôm qua mời cả phòng em đi ăn đấy. Chị Hương nói. Có chị ạ, hôm qua về còn say nữa. Này, thằng Minh ngon dai nhất phòng ý. Phải để ý đấy, không nó nỡ mất. Các chị trêu. Em mong có người khuân đi. Phét, nó khuân thật thì ngồi đấy mà khóc. Tôi xuống sảnh ăn trưa. Thấy bên bàn của chồng có mấy cô nhân viên thực tập mới. Chồng tôi mặt sưng lên lầm lì. Tôi cũng đi qua chẳng chào hỏi gì nhau. Ăn cơm được vài miếng, tôi thấy chán chả buồn ăn. Mẹ đẻ tôi gọi điện. Mẹ mua cho ít thuốc bổ đấy, tháng uống đều cho dễ chữa. Mẹ ơi, hay là con bị làm sao mà mãi không có con nhỉ? Thuốc mẹ cho con vẫn uống mà. Cứ uống hết lọ ấy đi, thì đổi sang thuốc mới. Toàn thuốc bổ cả. Đi khám bác sĩ bảo không sao là không sao rồi. Nhưng 2 năm rồi, con sợ lắm mẹ. Không phải sợ có bố mẹ đây rồi, có vấn đề gì. Bố mẹ sẽ lo chữa. Không phải lo, bây giờ chữa đẻ cũng đơn giản hơn xưa. Vâng ạ, tôi buồn cúp máy. Mẹ luôn là người bên cạnh mình lúc mình cần. Chiều về đến nhà, tôi thấy chị dâu cho cháu về vì mai giỗ bố chồng tôi. Ê, Hân, sáng nay cãi nhau với bà ấy đấy à? Tranh luận chút thôi, không cãi nhau. Sao chị biết? Tao vừa về thì bảo tao là mày láo rồi nọ kia. Em chán lắm rồi.
Mẹ chồng ở trên đi xuống nghe thấy. Chán thì về nhà này làm cái đéo gì? Đâu, bọn con đang nói chuyện khác. Chị Linh chống chế. Mẹ chồng lừ lừ đi xuống. Tôi chẳng nói gì. Lên thay đồ thì thấy chồng nhắn tin. Anh phải làm thêm, không về ăn cơm. Anh xin lỗi vì chuyện sáng nay. Tôi úp điện thoại xuống rồi xuống nhà. Chị dâu đã nấu xong. Ô, đã nấu rồi à chị? Ờ, bà ấy bảo là mày nấu thì không ăn, nên tao nấu cho xong. Vậy em cũng không ăn đâu. Mẹ chắc có em là không ăn đâu. Kệ chứ, cứ ăn đi. Thôi, em chả ăn đâu. Mẹ chồng đi vào chỉ vào tôi. Từ nay, tao cấm mày ăn cơm nhà tao. Giỏi ra ngoài mà sống. Con lấy chồng thì con phải theo chồng. Nếu anh Minh không ở đây thì con cũng vậy. Tôi quay đi. Con chó chết này, láo quá rồi. Chị dâu gàn. Nó trẻ người non dạ, mẹ chấp gì cô nói. Tôi đóng cửa ngồi bịch xuống giường, tủi thân khóc một mình. Tôi mở giấy siêu âm khi thai được 6 tuần. Cảm giác muốn làm mẹ của tôi và cảm giác sống với mẹ chồng cộng lại khiến nước mắt cứ thế rơi. Tôi sờ lên phiếu siêu âm. Con ngoan, đầu thai về làm con của mẹ một lần nữa được không con? Tôi không phải gái thành phố. Mỗi lần muốn chạy về với bố mẹ thì cảm giác xa xôi. Và nghĩ bố mẹ buồn vì mình, tôi lại chùn bước. Ấy thế mà hôm sau dỗ bố chồng, tiền thuê bát đũa chi tiêu lặt vặt, tiền cọc đặt cỗ đều đến tay tôi. Chị dâu tôi thì là người tính toán, sẽ chẳng bao giờ mơ chị ấy bỏ tiền ra. Mẹ chồng tôi trước mặt mọi người thì đon đả với con dâu. Ăn xong, kết thúc cỗ, tôi dọn dẹp đến sắp sụt lưng. Con Linh, ra vẻ không bảo tôi, lo dọn cho mẹ, để con kia nó làm, xong nó lại kể công. Tôi đang quét dọn, liền vứt chổi xuống không làm nữa. Chồng tôi nhìn thấy. Thái độ của mày là thế nào? Bảo sao bà ấy chẳng nói cho? Giờ mẹ anh soi, đến cả anh cũng soi tôi à? Tao nói cho mày biết, vợ có thể có nhiều, mà mẹ chỉ có một. Mẹ chồng ngồi nghe thấy, có vẻ đắc chí. Mình, và mẹ bảo, bao giờ đi công tác, có tiền chưa con? Con có rồi, giọng bực tức. Một tháng chồng đi công tác, anh ta không thèm gọi về, chỉ có tôi gọi. Gọi chỉ hời hợt, ờ ngủ đây. Đó là câu anh ấy luôn trả lời tôi như vậy. Mấy chị cơ quan xì xào bàn tán. Này, chồng mày đi mấy tháng hơn? Thấy bảo là 2 tháng chị ạ. Nó đi với cả đám nhân viên mới, không sợ mất chồng à? Mấy hôm nữa xin nghỉ phép vào với cậu vài hôm đi. Ôi, chồng em chuyên đào tạo nhân viên mới mà, lo gì? Với lại vào trong đó ở nhà bác ca, mẹ chồng em cũng mới vào đó chơi. Tin chồng quá là một cái ngu đấy, phải giữ lại 50% cho bản thân. Anh Minh không phải kẻ lăng nhăng nên em hoàn toàn yên tâm ạ. Thế rồi những cuộc gọi cả tuần chỉ được vài giây. Tin nhắn xem vẫn chưa trả lời. Tôi bắt đầu hoài nghi về mọi thứ. Mẹ chồng bay từ Sài Gòn về, thấy tôi, bà có vẻ ngần ngại. Mẹ vào ấy có thấy anh ấy béo hay gầy không mẹ? Việc có bận lắm không? Tao chả biết, vào chơi nó cũng đi suốt, còn tao đi với mấy bà bạn. Mẹ chồng có vẻ không muốn trả lời khi nhắc đến chồng tôi. Tôi ngay sáng hôm sau, âm thầm đặt vé và báo nghỉ đột xuất. Tôi có trực giác chồng mình đang phản bội. Đến Sài Gòn, tôi đến thẳng nhà bác ca và được nhận câu trả lời như sét đánh ngang tai. Nó ở đây một tuần, sau đó nó xin ra ngoài cho tiện đi làm việc. Mẹ cháu không bảo à? Ý là mẹ chồng đã biết mà không nói. Cháu có chút cãi vã nên không nói chuyện với nhau. Nhân tiện có chuyến công tác, cháu định qua chào hỏi. Nó đi lâu rồi mà. Tôi đi như kẻ mất hồn, nhắn tin cho chồng. Anh đang ở đâu? Không trả lời. Tôi bắt xe đến trụ sở, nơi làm việc mọi người nói. Anh ấy đi Vũng Tàu vài hôm mà chắc mai về, cũng đi được 2-3 hôm rồi. Anh có biết khách sạn nào không? Khách sạn của cơ quan. Tôi lại bắt xe đi Vũng Tàu, tới khách sạn của cơ quan. Tôi giơ thẻ và nói. Có anh ấy ở phòng 304, để tôi gọi báo ạ. Nhân viên khách sạn trả lời. Thôi, tôi muốn làm anh ấy bất ngờ, nên đến đột xuất, đang giận nhau mà. Dạ vâng, mời chị. Tôi lên phòng ấn chuông. Tiếng chuông chồng tôi vang lên. Ai vậy? Tôi bịt mũi. Nhân viên khách sạn xin làm phiền một chút. Mở cửa, thấy chồng tôi đang quấn khăn tắm. Thấy tôi, anh ta quá ngạc nhiên. Em đến đây từ lúc nào? Sao không báo trước? Anh ta không bảo tôi vào. Tiếng trong phòng vọng ra là một cô gái.
anh bảo nhân viên làm cho em suất mì xào luôn nhé. Tôi ngẩn ngơ nhìn chồng, chồng tôi ấp úng. Tôi chỉ tay, giọng của cô gái đó như thể giọng của Huyền, người yêu cũ của chồng. Tôi sẽ chờ anh giải thích ra sao, vì tầm này một là đánh ghen, hai là chấp nhận mất chồng. Tránh ra, đó là câu đầu tiên tôi nói ra. Chồng tôi gàn, anh ta không cho tôi bước vào trong. Em nghe anh nói chuyện đi được không? Tôi gạt tay, đẩy chồng mình ra. Huyền vội vàng mặc đồ. Hóa ra đây là đi công tác à? Tôi nhìn chồng, anh ta nhắm mắt không nói được câu gì. Huyền vội vàng giải thích. Bọn chị chỉ nói chuyện bàn về công việc thôi. Im mồm, nếu chồng chị nhìn thấy cảnh này, liệu anh ta có bỏ qua cho chị không? Đừng mà em, sự việc không như em nghĩ, hãy nghe chị nói. Tôi rút điện thoại, Minh giật lại. Em định làm gì? Tôi vả thẳng vào mặt Minh. Thằng khốn nạn, nếu thế thì ngay từ đầu, đừng lấy nhau. Nếu em không có bầu, thì chưa chắc anh đã lấy em. Câu nói như sét đánh ngang tai, tôi vả mạnh vào mặt Minh lần nữa. Anh Minh, đừng nói nữa. Chị sai, lỗi ở chị sai rồi, xin lỗi em. Tôi sẽ không đánh chị, vì chị không đáng. Còn anh, tôi nghĩ anh không cần nói nữa. Bây giờ bỏ nhau cũng đã muộn đâu. Không con cái, không ràng buộc. Tôi ghê tởm con người anh. Tôi đi qua chồng tôi nói với. Chờ anh ở dưới. Lúc này tôi muốn cười cũng chẳng được, mà khóc cũng chẳng thể. Tôi mím chặt môi, nắm chặt tay bước đi. Em ơi, xin đừng nói cho chồng chị biết. Chị với anh Minh chỉ là bạn thôi, không có quan hệ gì cả. Tôi lặng lẽ vào thang máy. Khi thang máy đóng lại là lúc tôi bật khóc, đến mức ôm miệng để không phát ra tiếng. Tôi đâu làm gì sai. Khi anh ta tán tôi, khi đó tôi cũng không biết rằng anh ta vẫn đang yêu Huyền. Tôi không hề biết rằng họ vẫn lằng nhằng. 3 tháng sau khi kết hôn, tôi phát hiện họ vẫn liên lạc qua email với nhau, nói lời âu yếm rồi mua đồ cho nhau ăn. Tôi đã sốc, tôi tin rằng chồng của mình khi đó đã hứa sẽ không gặp lại người yêu cũ nữa. Tôi thật sự ngu ngốc. Tôi bắt taxi trở về Sài Gòn. Tôi tắt điện thoại ngay sau khi rời khỏi đó. Tôi không muốn thấy mặt anh ta nữa. Hắn đã phản bội tôi, đó là điều tôi không bao giờ tha thứ. Trời đã muộn, tôi quyết định ngủ lại một đêm tại Sài Gòn, rồi sáng mai bay về. Tôi đi bộ trên con phố đêm Nguyễn Huệ. Nhìn các cặp đôi, tôi lại thấy tủi thân, rồi cứ cố không nghĩ đến nữa. Tôi cố an ủi mình, bằng việc không có con là điều tốt nhất. Nhưng sao vẫn thấy buồn đến thế này? Trở về nhà mẹ đẻ vào ngày hôm sau, vừa về tới nhà, tôi thấy yên bình, thấy đây mới thật sự là nhà. Mẹ vội vã đứng dậy khi thấy tôi. Về sao không báo trước? Mẹ ơi! Tôi bật khóc. Sao đấy con? Bố tôi đang ở vườn chạy ra. Có chuyện gì thế con? Tôi nhất quyết không nói gì và cứ vậy xin nghỉ phép vẫn còn. Tôi ở lại nhà ngoại, điện thoại tôi vẫn tắt ngấm từ sau hôm đó. Vợ chồng cãi nhau là bình thường, nhưng mà con không được bỏ đi như thế là con sai. Mẹ tôi khuyên, con quyết định ly hôn rồi ạ. Nói vớ vẩn, ly là ly thế nào? Bao giờ không kể rõ lý do, thì đừng có mà nói linh tinh. Xã hội bây giờ kiếm một thằng như thằng Minh khó lắm con. Đàn ông đôi khi mình phải biết giữ con ạ. Bố tôi nói, phải đấy con, nó tiền đồ cao, cũng là đứa suy nghĩ chín chắn. Mẹ không hiểu đâu, con ăn xong rồi. Tôi vào nằm trên giường rồi buồn lại khóc. Mẹ gõ cửa phòng. Thằng Minh nó gọi đấy, con nghe máy đi. Tôi lắc đầu, con đi 3 ngày rồi ai chẳng lo. Tôi cầm cho mẹ vừa lòng rồi nghe. Bao giờ em về? Nói như không có gì xảy ra. Mai tôi sẽ gửi giấy ly hôn qua email cho anh. Em thật trẻ con. Tôi không trẻ con, tôi cũng 28 tuổi rồi. Đủ suy nghĩ và biết thế nào là nên tiếp tục hay dừng lại. Mai anh xuống đón. Tôi không về đâu. Tôi cúp máy. Ngày hôm sau, tầm trưa, thấy Minh xuất hiện ở nhà tôi. Tôi chẳng nói gì. Con chào bố mẹ. Mẹ tôi đon đả. Ơ, về đây hả con? Để mẹ đi bắt gà. Bố mày vừa đi họp hội đồng niên rồi. Thôi, ăn bình thường cũng được mà mẹ. Tôi nói móc. Anh ấy thích ăn ghẹ cơ mẹ ạ. Ghẹ to. Minh lườm tôi, mẹ không hiểu ý. Vậy mẹ ra chợ xem hôm nay có ghẹ to không nhá. Mẹ đứng dậy đi, tôi chưa kịp gàn. Em lớn rồi, mà ăn nói không hề suy nghĩ. Tôi cần gì phải suy nghĩ nhiều. Về đi, mai còn đi làm.
Anh sao không nói với bố mẹ tôi là anh ngủ với gái, rồi nói phép đi công tác. Anh đi công tác nhưng gặp Huyền cũng đang ở trong đó nên bọn anh hẹn. Hẹn nhau đi khách sạn à? Anh đúng là loại mặt trơ. Bọn anh chỉ nói chuyện thôi. Dẹp đi, nam nữ vào khách sạn mà lại bảo là chỉ nói chuyện à? Cô ấy buồn vì chuyện gia đình nên bọn anh chỉ tâm sự thôi. Ngậm miệng lại đi. Anh càng nói tôi càng thấy khó chịu, ghê tởm. Thế bây giờ ý em thế nào? Anh ta vùng vằng. Tôi muốn ly hôn. Mạnh miệng lắm. Được, để xem em cứng được đến bao giờ. Anh ta gọi cho mẹ. Con có công việc đột xuất, phải về mẹ ạ. Tôi quay vào phòng đóng cửa lại luôn. Tôi quyết tâm từ bỏ, vì vốn dĩ rằng khi đến với nhau, anh ta lại luôn nghĩ rằng vì tôi có thai nên anh ta mới lấy. Một tuần sau, hôm nào cũng mệt mỏi buồn ngủ, mẹ tôi lo lắng. Hay là ăn phải cái gì mà cứ kêu buồn nôn? Mấy hôm nay con chả ăn được gì cả. Hay là có bầu, mẹ mua quay thử nhá. Chắc không có đâu mẹ ơi. Thì cứ thử xem thế nào. Mẹ mua về, kết quả que lên hai vạch. Ôi giời ơi, có bầu rồi con ơi. Tôi như chết lặng, chẳng biết phải làm thế nào. Mẹ vội vã gọi cho Minh. Con à, vợ con có bầu rồi đấy. Ừ, mới biết sáng nay, xuống đón vợ con nhá. Quyết định ly hôn dường như sụp đổ. Tôi không thể vì bản thân mà khiến con không có bố được. Con tôi cần có bố. Chào bố mẹ. Và tôi lại xách túi đồ trở về nhà chồng. Trên đường đi, tôi chẳng nói chuyện gì với Minh. Em đói không? Ăn gì không? Anh ta sờ tay lên bụng tôi gạt ra. Tôi không đói, anh đừng chạm vào tôi. Nếu anh muốn ly hôn lúc này, tôi cũng sẽ đồng ý. Đừng vì đứa con mà lại phải ở với tôi. Sao em cứ nhắc đi nhắc lại thế nhỉ? Anh thề là anh và Huyền không có gì cả. Lúc ấy tức nên anh nói vậy thôi. Tôi làm gì mà anh tức? Đừng nói chuyện với tôi. Tốt nhất là cứ như thế đi. Vừa bước vào cửa, mẹ chồng tôi vứt bịch cái chổi xuống sân. Nhà này éo phải muốn đi là đi, muốn về là về thế nhá. Bố mẹ mày chứa mày, thì về nhà bố mẹ mày mà ở. Mẹ chồng tôi lại đay nghiến. Mẹ nói ít thôi, chuyện bé xé ra to, nó đang có bầu rồi. À, thế nó có bầu là nó được làm mẹ tao hả? Đi không cần hỏi à? Mày gọi cho bố mẹ mày, để tao nói chuyện, không thì đừng hòng vào nhà tao ở. Tôi tức. Con hỏi mẹ, việc mẹ vào Sài Gòn, biết anh Minh không ở nhà bác ca, sao mẹ không nói với con? Tao việc gì phải nói với mày? Còn tao nó đi đâu, phải xin phép mày chắc. Thôi thôi, đau đầu quá. Vậy con nói nhá, anh ấy vào đấy đi ngủ với người yêu cũ, tại khách sạn, con bắt được, nếu là mẹ sẽ làm gì? Mẹ chồng tôi nhìn Minh. Em thôi đi, lên phòng đi. Không thôi được, con hỏi mẹ, nếu là mẹ sẽ làm gì? Mày nên cố suy nghĩ xem, tại sao chồng mày lại đi với con khác? Đừng đổ cho đàn ông, lỗi tại con đàn bà hết. Anh bảo em lên phòng cơ mà. Tôi lên phòng chẳng nói gì, nằm quay vào trong. Lần sau, em cãi ngang mặt với mẹ như thế, đừng trách anh. Anh ta lên giường ôm. Để tôi yên. Tôi kéo chăn rồi nằm khóc trong chăn. Sáng sớm hôm sau, thấy mẹ chồng oang oang nói gì đấy qua điện thoại. Con anh chị đẻ ra, anh chị phải có nghĩa vụ dạy nó. Đã gả đi rồi thì phải lựa mà khuyên bảo con về. Đằng này lại bao che dung túng cho nó. Nếu là nhà khác á, còn lâu mới cho về nhá. Tôi nói cho anh chị để tự liệu mà cư xử. Mẹ chồng tôi đay nghiến trách móc mẹ tôi. Tôi đi xuống ra chợ, sắp thịt lợn cho mẹ chồng. Nghĩ thường bố mẹ đẻ ra mình, đi lấy chồng, nuôi nấng bao năm. Giờ còn để người ta nói bố mẹ. Nghĩ mà hận đời. Sinh ra là phụ nữ thật sự quá khổ. Mẹ mày có bồ đấy, biết không? Hàng xóm nói. Tôi cười nhạt không trả lời. Xong chưa? Tao mua cái chim bò cho thằng Minh, về hấp cho nó ăn cho nóng. Không tẩm bổ cho con dâu à, mà chỉ tẩm bổ cho con trai thế. Hàng xóm nói vọng sang. Con trai tôi vất vả trí óc, chứ con này sướng chảy thây ra. Toàn con tôi nó lo hết đấy. Chuẩn bị bế cháu đi là vừa. Này, xin lỗi nhá, đây không có khái niệm bế cháu. Con nó thì nó phải bế phải lo. Tôi chẳng nói gì vì thấy thật sự chán. Thế rồi cái bụng mỗi lúc một to lên. Tôi gần đến ngày sinh. Sau vụ bắt được tại khách sạn, tôi gần như ly thân với chồng. Ít nói hơn, không như xưa nữa. Anh ta thì đêm nào cũng đi chơi đánh bài bên nhà bà bác, đến muộn mới về. Tôi cứ lủi thủi
như một đứa bị tự kỷ trong căn nhà này. Hôm nay chị dâu đèo đi ăn chè. Sắp sinh rồi mà mai mẹ bảo dập cổng, chuyển cổng ra hướng đẹp hơn. Vậy thì sao? Thì nguy chứ sao? Xây nhà xây cổng độc lắm, sợ ảnh hưởng con cháu. Vậy phải sao hả chị? Tối về, bảo thằng Minh nó nói đi. Ông Mạnh có bao giờ nói chuyện với mẹ đâu. Vâng, để tối em bảo xem sao. Tối đến lúc ăn cơm. Mẹ ơi, chị Linh nói là làm cửa độc lắm, mẹ đi xem chưa? Không phải việc của chị, nhà tôi, khóc tôi biết sắp xếp. Nhưng mà... Vợ con nói đúng đấy, mẹ cứ tự ý làm, rồi vợ con sắp sinh rồi, nhỡ ảnh hưởng. Mẹ chồng đập đũa xuống bàn. Mày cái gì cũng vợ, còn mẹ mày thì không lo. Phải đổi cổng, tao mới có sức khỏe tốt được. Mày lo cho nó hơn cả lo cho mẹ mày đấy à? Mẹ nghĩ sao cũng được. Mình đứng dậy. Tôi chẳng dám nói gì nữa. Hôm sau thợ đập cổng, tôi phải dọn dẹp mặc dù bụng bầu đã to. Nhặt cái gạch cũ để vào kia, để xây lại. Mẹ chồng tôi chỉ đạo. Tiết kiệm thuê có một thợ vừa phá vừa xây. Tôi bụng to, nặng, đến gần sắp đẻ. Trời nắng, tôi thở như sắp chết khi cứ vừa nhặt từ góc nọ sang góc kia, rồi quét quét. Nhanh cái tay lên, làm cái gì cũng chậm. Bà ngồi tu cốc nước mía mà không hỏi xem con dâu có uống không. Khi xong cũng là chập tối, mới hoàn thiện được một nửa, tôi vừa ngồi nghỉ. Đi nấu cơm luôn đi còn ngồi đấy à? Xưa, tao đẻ hai thằng, còn phải làm bục mả ra mà vẫn khỏe. Đây mới là một tí đã kêu. Con không kêu, nhưng hôm nay nắng quá, con ít lao động nên mệt. Thằng Minh nó để cho ăn sung mặc sướng, còn mẹ nó thì phải làm từ sáng đến tối. Nghe vậy, tôi đứng dậy đi nấu cơm. 7 giờ mà chưa có cơm, thì tao bảo cho. Mẹ này, mẹ cũng làm dâu, mà sao mẹ không thương con dâu? Mẹ chồng nghe vậy nổi điên lên. Đéo cần mày nấu nữa, tao sống với bố mẹ chồng quá biết điều, nên đéo hay nói được gì. Vâng, vậy con có chỗ nào không biết điều hả mẹ? Con có phải là đứa hư hỏng mất nết gì đâu mẹ? Không hư hỏng mà chữa trước à? Tôi nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai. Đúng vậy, bầu trước có thể sai, có thể đúng và tùy hoàn cảnh. Nhưng có thể tôi đã sai khi đặt chân vào gia đình này. Chồng tôi thì nói rằng vì có thai nên mới lấy. Mẹ chồng thì cho rằng tôi là kẻ hư hỏng nên mới chữa trước. Tôi có nên tiếp tục sống cái cảnh mẹ chồng áp đặt nàng dâu, coi thường cùng những lời lẽ thiếu văn hóa không? Tôi giờ đây muốn có một lối thoát. Thật sự là như vậy. Tôi là đứa có ăn học và cũng chưa bao giờ nói bậy với ai một câu nào. Tôi muốn từ bỏ tất cả. Tối hôm đó, khi bạn của mẹ chồng tôi vừa vào cửa, cũng là lúc chồng tôi đi về. Vừa thấy bạn của mẹ chồng, chồng tôi chửi loạn nhà. Mẹ có chơi bên ngoài thì ra ngoài, con cấm mẹ đưa về nhà. Còn Hân nó bảo mày à, đây là nhà tao, tao muốn đưa ai về cũng được, không đến lượt mày tham gia. À, bà bây giờ trai gái công khai, bà coi thường con bà đẻ ra à? Đất này bố tôi để lại, bà chẳng có quyền đuổi tôi ra đường rồi đưa trai về nhà. Tôi chạy xuống gàn. Thôi đi anh đừng ăn nói như vậy. Mày gọi cho nó về, còn cái gì nữa mà phải giả tạo? Bạn của mẹ chồng ngồi yên trong phòng. Nó gọi bao giờ? Mẹ đừng đổ tội cho người khác, rồi lấp liếm đi cái sai của mình. Mai này cả họ biết mẹ đưa trai về nhà, thì ai xấu hổ? Bà lao vào tát Minh. Thằng mất dạy, bố mày mất lâu rồi, tao chỉ muốn có bạn mà mày ích kỷ. Chồng tôi quát. Hân, lên phòng dọn đồ. Tôi ra khỏi nhà này cho bà sướng, tha hồ thích làm gì thì làm. Con kia, đứng đấy. Chúng mày đi thì đừng bao giờ quay về. Bà cứ yên tâm. Mình đi lên phòng. Mày lên bảo nó cho tao đi, nhanh lên. Con cũng muốn ra ngoài sống mẹ ạ. Như thế tốt hơn. Khi nào sinh cháu con sẽ về. Còn tao còn đéo cần nữa là cháu. Cút, cút hết. Tôi chẳng nói gì. Lên phòng thấy chồng đang sắp đồ. Ra ngoài ở, em sẽ thoải mái hơn. Mình nói. Thế nào cũng được. Mình sắp đồ vào túi. Rồi xuống nhà. Mày nghĩ kỹ chưa con? Tiền trên bàn là số tiền mày đưa cho mẹ. Mày mà đi, tao trả lại hết cho mày. Nghĩ kỹ rồi ạ. Mình cầm số tiền trên bàn rồi nắm lấy tay tôi. Đi. Tôi cúi chào mẹ, rồi đóng sầm cửa lại. Đêm đó hai vợ chồng ở tạm khách sạn gần cơ quan. Anh sẽ tìm mua nhà chung cư. Tạm thời có ít thì mua thế đã. Sao? Vì việc nhỏ này mà anh lại đùng đùng ra ngoài thế?
anh vì em nhiều hơn. Đêm em ngủ, em toàn kêu đau chân, rồi nói mơ. Ăn chẳng dám ăn, anh thấy hết, ra ngoài cho thoải mái. Vậy vụ Quế Huyền, anh đừng nghĩ em sẽ bỏ qua. Anh ta không trả lời câu hỏi khi nhắc đến người yêu cũ. Cuộc sống chỉ có hai vợ chồng khiến tôi thấy thoải mái hơn. Sáng cũng không cần dậy sớm nữa. Tối đến nấu cơm vợ chồng ăn xong, lại mỗi đứa một máy tính. Anh làm nốt cho, đi ngủ đi, mai vợ chồng mình đi mua củi. Thế cũng được, em cũng xin nghỉ làm luôn rồi. Ừ, đi ngủ đi. Tôi ôm gối nằm tức ngực khó thở, phải nằm nghiêng. Mình lên giường, xoa lưng cho tôi. Ít nhất tôi còn cảm thấy lúc này còn có chút hạnh phúc. Đến nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, thấy điện thoại chồng lóe lên tin nhắn lúc 1 giờ. Anh, tại sao em gọi mãi không nghe máy? Tôi search số điện thoại Zalo, hình ảnh của Huyền. Tôi nhìn sang giường, thấy chồng ngủ say và tôi tự nhủ. Anh ta hẳn là vẫn đang lừa dối mình. Sáng dậy tôi hỏi anh ta. Đêm qua máy của anh có ai gọi? Tại sao gọi mãi mà anh không nghe thế? Chồng nhìn tôi rồi thở dài. Chắc nhầm thôi. Em search số đó ra số chị Huyền. Em chỉ nói lại với anh lần nữa. Em nhẫn nhịn đến hiện tại vì con của em. Nhưng nếu em phát hiện một lần nữa thì chúng ta kết thúc. Anh thừa nhận, đợt vừa rồi đi công tác, anh gặp lại Huyền, nhưng chưa hề vượt qua giới hạn. Hôm đó ở khách sạn, là lúc đó bọn anh mới vào phòng thôi. Vậy nếu tôi đến muộn hơn, thì chẳng phải đi quá rồi sao? Tôi nói cho anh biết, có thể chung gì, chứ chung chồng thì tôi không làm được đâu. Tôi đứng dậy, mẹ chồng gọi. Về mà dọn nốt đồ của chúng mày đi. Cứ để đấy, tí tôi về dọn. Minh xưng tôi. Hai vợ chồng đèo nhau đi mua đồ sơ sinh cho con. Trên xe tôi chẳng nói gì, Minh cầm tay. Thôi, anh sai rồi, anh xin lỗi, bỏ qua chuyện đó đi nhé. Đàn bà có thể bỏ qua, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Tôi vào siêu thị, mẹ và bé, thấy chồng đang ngắm cái nôi đẹp nhất. 12 triệu cái này đấy ạ, cái kia là 6 triệu ạ. 12 triệu trả trước, 2 triệu nợ 10 nhé. Tôi phì cười. Em, anh lấy cái này nhé. Đừng lãng phí, lấy cái kia thôi anh. Tôi nhìn đống đồ sơ sinh, chọn loại vải tốt nhất, nhìn chúng nhỏ xinh rất đáng yêu. Tôi thật sự sắp có con rồi. Ôm bụng tôi cười. Xong rồi, mai họ sẽ chuyển đến, giờ đi khám nữa là xong. Em mới khám hôm qua rồi, giờ về nhà dọn nốt đồ đi anh. Mẹ gọi nói em mấy ngày rồi. Ừ thì về, Minh thở dài. Về đến nhà, thấy mẹ chồng đang nằm vắt tay lên trên trán lẩm bẩm, tôi lại chào. Mẹ, con về rồi. Không dám, chẳng dám là mẹ chị. Chị cứ giả ngây giả ngô, rồi âm mưu đưa con tôi ra ngoài ở. Thâm độc quá đấy, cẩn thận mà vận vào thân. Con chẳng muốn giải thích, vì có nói mẹ cũng luôn nghĩ là mẹ đúng, nên con sẽ không nói nữa. Chồng tôi đi vào. Mấy hôm nay mẹ ốm mà chẳng có ai chăm. Giờ có con cái lớn rồi, chúng nó chẳng ai để ý đến mụ già này tí nào. Mẹ ốm thế nào? Mình hỏi. Ba hôm nay không ăn được gì. Đêm qua còn như bị cảm, không dậy được. Mẹ bảo anh Mạnh về đi, còn gì nữa? Nó, hai vợ chồng nó con nhỏ chả đi được đâu. Hai vợ chồng mày về ở với mẹ vài hôm. Chẳng hiểu sao, tôi nghe câu mẹ chồng nói lại thấy sợ. Tôi thật sự sợ. Vậy vợ chồng mình ở nhà vài hôm, cho mẹ đỡ rồi về nhé. Minh nói. Vâng, tôi không thể làm gì hơn. Cuộc sống lại diễn ra. Nhưng mẹ chồng không gọi tôi dậy sớm nữa. Tôi có dậy thì bà nói, từ mai không phải dậy nữa, tao tự làm được hết. Mẹ đang ốm mà, để con làm cho. Không khiến, nhờ rồi ngày mai lại bảo tao bóc lột sức lao động của mày. Con đâu có nói thế. Thằng Minh nó bảo tao là đừng có sai mày. Bây giờ về đây, mày là mẹ tao rồi chứ tao làm gì dám làm mẹ mày nữa. Mẹ chồng hậm hực đi, ở nhà thì liệu mà dọn nhà. Ở nhà tôi lau dọn nhà cửa. Lôi chiếu trúc nặng trên giường của mẹ chồng ra ngoài sân kỳ cọ. Cọ xong cũng là lúc tôi thở hổn hển như sắp chết. Chị dâu lại đưa đứa bé con đến. Chị phải đi họp lớp, trông cho chị tí nhá, tầm 2 giờ về chị đón. Vâng, chị đi nhanh nhá, em sợ nó khóc. Đứa út được 15 tháng, tôi vừa bế vừa nấu cơm, vì đặt xuống là nó khóc. Chờ mãi không thấy mẹ chồng về tôi gọi. Mẹ ơi, con nấu xong rồi. Tao không về đâu. Bà cúp máy. Tôi thở dài rồi bón cơm cho cháu ăn. Thằng bé bị viêm họng, ăn xong nôn hết ra người tôi,
rồi khóc hờn dỗ mãi không được. Tôi chạy ngược xuôi, lau người rồi trông thằng bé, cũng đủ mệt. Đến khi nó ngủ, tôi vẫn phải bế trên tay. Nhìn đồng hồ 4 giờ 30 rồi mà chị dâu vẫn chưa về. Tại cơ quan của Minh, Tiến bạn Minh nói: "Ê, bên ngoài có ai chờ kìa. Ai thế?" "Đàn bà." Tiến cười đầy ẩn ý. Minh ra bên ngoài, thấy mẹ đẻ và Huyền đi cùng nhau. "Mẹ với cái Huyền đi ăn tiện qua đây, hỏi xem con ăn trưa thì đi cùng luôn." "Mẹ điên rồi à?" "Em rủ bác đi đấy, cũng đến giờ nghỉ rồi," Huyền nói. Minh kéo tay Huyền ra hành lang. "Bỏ tay ra đi, em chia tay chồng rồi." "Đấy là việc của em đừng gọi cho anh nữa. Đêm hôm ấy là quá bình thường đối với anh, nó không có ý nghĩa, anh có vợ rồi." "Đối với em thì có, giờ anh muốn từ bỏ em và không chịu trách nhiệm cho bản thân. Đêm đó anh vẫn nói yêu em mà." "Vì khi đó anh say rồi, nên anh nói mà không suy nghĩ." "Thật à, có thật như vậy không? Vậy tại sao sau đó anh vẫn gặp em?" "Anh nói rồi, anh muốn chấm dứt, em nên quay lại với chồng đi." Minh đi vào phòng. "Còn mẹ nữa, nếu để vợ con nó biết mẹ đi cùng Huyền thì không hay ho gì đâu." "Ờ cái thằng này, mày sợ vợ từ bao giờ thế?" "Mẹ đừng để bọn con phải chia tay vì mẹ." "Ờ cái thằng này, Minh." Anh ta mặc kệ, bước vào phòng làm việc. "Kệ anh ấy, con đưa bác đi mua đồ, con thấy có mấy cái váy ở chỗ này đẹp lắm ạ." Huyền nói với mẹ chồng tôi. Sẩm tối mới thấy chị dâu đến đón cháu, tôi thở phào. "Chị đi mấy tăng nên về hơi muộn, thông cảm nhé." "Vâng, chị về cho cháu uống thuốc đi, nó viêm họng nặng lắm." "Cháu uống rồi mà không đỡ đi chứ." "Thế chị phải đi khám, không nhỡ viêm phế quản, em thấy nó khò khè lắm." "Ừ, biết thế, chị về đây." Tôi đi lên trần, giặt bộ đồ mà cháu nôn ra người. Vừa ra ban công, tôi thấy ở đầu ngõ, Huyền đưa mẹ chồng tôi về. Tôi lập tức gọi cho Minh. "Tại sao chị Huyền lại đưa mẹ về?" "Chắc tình cờ gặp." "Anh nói dối tôi." "Anh không nói dối em, anh không biết." "Anh đừng mong thấy mặt tôi nữa, tôi đã nói với anh rồi, kẻ phản bội là anh." Tôi cúp máy, đi xuống thấy mẹ chồng xách đồ vào. "Tối tao cũng không ăn cơm đâu." Tôi không nói gì, đi thẳng ra ngoài. "Này con kia, tao gọi sao không trả lời, lại mất dạy." "Con nghĩ mẹ nên nhờ chị Huyền thì đúng hơn." "Mày nói thế là sao? Thế nó là con dâu hay mày là con dâu?" "Con nói vậy, mẹ muốn hiểu sao cũng được, con không có ý kiến." "Tao nói thật cho mày biết luôn nhé. Ngay từ đầu, tao đồng ý cái Huyền vì nó ngoan lễ phép, còn tao chả ưng mày tí nào cả. Chẳng qua con tao nó bảo cưới thì tao tặc lưỡi." "Vậy bây giờ mẹ đón chị ấy về đã muộn đâu mẹ." "Mày không phải bảo nó cũng đang chửa 3 tháng với thằng Minh rồi. Mà còn con trai luôn cơ." Mẹ chồng nói xong, thấy hớ vội vã vào phòng. "Khóa cổng vào đi, tao chưa khóa đâu," nói lấp liếm. Tôi nắm chặt tay lên phòng thu quần áo. Tôi vội vã trở về căn nhà chung cư, cho đồ sơ sinh vào giỏ và rồi khóc khi thấy Minh gọi điện liên tục. Tôi chùm chăn rồi nằm suy nghĩ về cuộc đời thật bạc. Tôi thấy âm ỉ đau bụng, rồi quần lót ướt sũng như vỡ ối. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập hơn. Không thi thoảng như khi nãy nữa. Tôi cầm chiếc làn có quần áo của con xách đi. Vừa đi tôi vừa ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái mét. Mình vội vã lái xe về nhà. Anh ta mở cửa chạy lên gọi vợ. "Hân ơi, anh về rồi." Mẹ mình đi ra vươn vai. "Vừa về đã gọi vợ rồi, cái thằng con ngu xuẩn." "Vợ con đâu rồi?" "Ở trên phòng chứ đâu, sao mày hỏi mẹ?" "Làm gì có, con biết ngay, mẹ sẽ là người làm to chuyện. Nếu chúng con bỏ nhau thì mẹ đừng bao giờ thấy mặt con nữa." "Mày cút đi, tao không cần cái loại con vì vợ, nghe vợ mà hỗn láo với mẹ đẻ ra mày nhá. Ai nuôi mày lớn lên từng ngày?" Mình cứ gọi liên tục. Tôi thấy Minh gọi đến quá nhiều. Còn tôi đang gần tới viện. Tôi nghe máy. "Em đang ở đâu thế? Muộn rồi." "Tôi sắp sinh rồi, nhưng tôi có thể lo được một mình mà, không cần đến anh." Tôi cúp máy. Mình quát to. "Hân, Hân." "Sao mà..." Minh chạy đi không trả lời mẹ mình. Tôi cúp máy rồi gạt nước mắt. Nước ối chảy nhiều, ướt hết ghế, lan ra khắp xe. "Chú Xế ơi, nhanh giùm cháu với." Tôi đau dữ dội hơn. Tôi đến bệnh viện vào siêu âm. Không thấy tim thai. Tôi vùng dậy. "Bác sĩ nói gì ạ? Con em khi nãy vẫn đạp bình thường. Chắc là do đang khó chịu nên vậy."
Mình đâu rồi? Sao nó không đến cùng em? Bạn học cùng chồng tôi. Y tá, đi lấy máu xét nghiệm trường hợp này khẩn cấp. Là sao anh? Bạn chồng cúi đầu thở dài. Mình đến viện gặp bác sĩ, anh ta hổn hển. Vợ tao có ở trong đấy không? Sao bây giờ mày mới tới? Tao chờ mày ký giấy, cô ấy sẽ không ký đâu. Giấy gì? Con của mày không có tim thai. Đùa à? Không phải thế đâu. Mình nhìn vợ qua tấm rèm, đang đau quặn. Không có thời gian đâu, nếu không lấy ra sớm, vỡ tử cung, vợ mày sẽ chết đấy. Tôi nghe thấy bác sĩ đó nói với chồng tôi, lắc đầu khi y tá đến gần. Đừng chị ơi, con của em lớn rồi, con của em, để em sinh cháu ra. Em đang mất máu đấy, y tá nói. Váy sản phụ đẫm máu, tôi vẫn lắc đầu. Cháu vừa mới lúc chiều còn đạp cơ mà, em không làm gì hết. Làm đi. Tôi nhìn Minh, anh không có quyền. Anh ta ký xoẹt vào tờ giấy. Anh xin lỗi, nhưng mà con không còn em à. Tôi khóc, chồng tôi cũng vậy. Anh bất lực rồi. Tôi cần con, tôi không cần chồng. Xe đẩy đi, chồng tôi vẫn nắm tay. Rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác em ạ. Tôi nhất định sẽ bỏ anh, nhất định sẽ bỏ anh. Minh ôm mặt. Đối với tôi, sự đau đớn có lẽ lúc này không có gì diễn tả. Tôi biết, chồng tôi cũng đang khóc, đâu đó ngoài kia. Đường duyên của chúng tôi đã thật sự khác nhau lối về. Hoa nở rất đẹp, nhưng chỉ hận thoáng chốc gió đến làm hoa tàn rất nhanh, làm cánh hoa rơi. Đời người con gái cũng vậy, đẹp rồi cũng có lúc tàn. Bác sĩ tiêm kích thích cơn đau dữ dội hơn, tôi đau quằn quại. Nỗi đau trong lòng còn lớn hơn những gì tôi đang phải trải qua. Đau mà khi con sinh ra, nguyên vẹn. Nghe thấy con khóc, tôi nguyện đau đến tận cùng. Đau đến chết đi sống lại cũng được. Thế rồi tôi co thắt căng cả người lên, con cũng ộc ra. Tôi nghe tiếng dao kéo bên dưới, tiếng y tá vội vã thấm máu. Băng huyết rồi, mau lên, bác sĩ nói. Tôi mắt đờ đẫn cố nhìn hình ảnh con. Con lớn rồi, có đầy đủ tay chân, có đầy đủ trái tim. Vậy mà tại sao con không khóc? Tại sao vậy? Ông trời ơi, xin thương và cứu lấy con của con. Làm ơn cứu lấy đứa bé. Tôi với tay muốn chạm vào con rồi ngất lịm đi. Bên ngoài Minh vẫn ngồi chờ, đôi mắt đỏ au. Bác sĩ bế đứa bé ra. Minh ơi, chia buồn với mày nhé. Bác sĩ buồn bã, còn Minh bàn tay run run, đỡ lấy con. Anh ta bật khóc khi thấy đứa trẻ đã thành hình hài mà không thể làm người. Cố lên. Mẹ đẻ và cả mẹ chồng Hân cùng đến một lúc, thấy Minh cứ lặng lẽ ngồi ôm con như kẻ mất hồn. Vợ thì đang phải cấp cứu trong phòng. Con ơi, sao lại thế này? Sao mẹ nghe điện thoại vẫn chưa rõ? Tình hình là thế nào? Bà vui không? Minh nói như mất hồn. Cái thằng, mẹ hỏi là tình hình như thế nào cơ mà? Ai bảo nó đêm hôm còn ra ngoài làm gì? Mẹ Minh nói. Chị nói thế mà được à? Con tôi nó muốn như vậy chắc? Mẹ tôi nói. Làm phụ nữ mà đéo sinh được cho nhà chồng đứa con tử tế thì lấy chồng làm cái gì? Chị hỏi lại bản thân chị đi. Chị nói chuyện với tôi còn thế này thì chị đối với con tôi thế nào đây? Đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Nó về nói đối xử không tốt à? Để đến đây. Gần đẻ rồi, còn để con chết yểu trong bụng. Mình bế con đứng dậy đi vào giữa hai bà. Phải chôn trước khi con Hân tỉnh dậy, tránh việc nó đau đớn mà. Bố tôi nói. Con hiểu, con gọi điện chuẩn bị rồi. Giờ con sẽ đưa con của con đi chôn. Bố sẽ đi cùng con. Để mẹ đi cùng. Mẹ Minh sốt sắng. Bà đừng lại gần đây, ai cũng có thể đi trừ bà. Minh nói lạnh lùng rồi bước đi. Trời lấm tấm cơn mưa phùn, nước rơi xuống mặt hồ cạnh nghĩa trang lạnh lẽo lúc rạng sáng. Minh cùng bố vợ tự tay đào huyệt mà không thuê ai. Chiếc áo quan nhỏ nhỏ nằm bên gốc cây. Minh vừa đào vừa nhìn rồi mếu, cố không khóc trước mặt bố vợ. Mất mát này quá lớn, con phải mạnh mẽ hơn vợ mình. Bố vợ ra bê chiếc áo quan nhỏ, đặt xuống. Minh không ngần ngại ôm mặt khóc. Cô ấy nói sẽ bỏ con. Con sai rồi bố ạ. Con thật sự sai rồi. Con không bảo vệ được gia đình mình do con lạc lối. Do một phút không suy nghĩ rằng cô ấy đang chờ con ở nhà. Con sai rồi. Bố vợ chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai con rể dưới cơn mưa đầy tang thương này. Tôi mở mắt dậy. Tôi biết con mình đã mất. Sờ lên bụng rồi nước mắt cứ thế rơi. Con ăn cháo nóng đi,
Không ăn thì uống cốc sữa cho ấm bụng. Mẹ tôi nói, mẹ, con của con bây giờ ở đâu? Mình với bố con đem đi chôn rồi con ạ. Đừng nghĩ nhiều quá, rồi mai này con sẽ lại có. Mẹ, con có phải sống quá độc ác rồi không? Nói linh tinh, con là đứa hiền lành mà. Vậy sao ông trời không thương mà cho con của con được sống à mẹ? Tôi cứ nằm buông thõng tay nhìn lên trần nhà. Con của mẹ cố gắng lên con. Tất cả sẽ qua nhanh như một cơn gió thôi con ạ. Gió? Gió ư? Tôi khóc ứ nghẹn ở cổ. Con muốn sang Hàn Quốc, chỗ chị Hà, tức chị gái tôi. Sao lại sang đó? Sang làm cái gì? Con sẽ chia tay anh Minh. Con điên à? Lấy thì lấy bằng được, giờ lại bỏ bằng được. Nó cũng có muốn đâu con. Đừng làm vậy, nó cũng buồn lắm. Con quyết định rồi mẹ ạ. Bọn con không hợp nhau. Số sát con cái, nên để anh ấy lấy vợ khác sẽ thích hợp hơn. Mẹ đi hâm lại cháo, không nói với con nữa. Mẹ Hân vừa đi ra thì mẹ chồng vào. Tao vừa nghe thấy mày nói bỏ con trai tao đúng không? Mày làm chết con của mày mà lại đi ngược đời đòi bỏ con tao. Tao nói cho mày biết, tao ở đây chờ nó, chứ cũng chẳng phải lo cho mày. Loại thối thây làm chết cả con. Con chúc mẹ tìm được cô con dâu hơn con, hơn mọi thứ và không thối thây. Tôi quay vào tường, nhìn ra bên ngoài vô hồn. Được rồi, con này, mày giỏi lắm. Tao chống mắt xem chúng mày ở được với nhau không. Đàn bà mà vô dụng. Tôi nắm chặt chăn, cay đời và thật sự cay lời nói của mẹ chồng. Tôi sẽ không cãi, cũng sẽ không nói móc ngoáy. Mà tôi sẽ hành động bằng việc bỏ chồng. Từ bỏ người đàn ông mà đối với mẹ chồng tôi, mình là tất cả. Tôi xuất viện và không nhắc đến con một lần nào nữa. Mình bước vào trong bộ quần áo công sở. Anh đến đón em, chúng ta về nhà thôi. Anh ta đưa bàn tay, nhưng tôi không nắm lấy. Anh nhận được đơn ly hôn của tôi qua email chưa? Nó vẫn còn chưa suy nghĩ thấu đáo, con đừng để ý nhé. Mẹ tôi nói, tôi nhìn mẹ. Con muốn nói chuyện riêng với anh Minh. Mẹ tôi ra ngoài. Chúng ta về rồi nói chuyện em nhé. Anh nghĩ em đùa à? Giữa chúng ta chẳng còn gì cả. Con cái không, tình cảm không. Vậy sống với nhau để làm gì? Ai nói với em là anh không có tình cảm? Chính hành động của anh nói lên tất cả. Anh giải thích sao về việc Huyền có thai? Anh đã lừa dối tôi. Anh đã chấm dứt lâu rồi. Anh thừa nhận là anh có say nắng vài lần. Nhưng... vài lần? Tôi cười nhếch mồm rồi đứng dậy. Tôi đã từng rất yêu anh, tin vào anh. Đến lúc ngủ, tôi cũng toàn mơ thấy anh. Đổi lại là gì? Là sự chịu đựng từ gia đình anh. Tôi chủ yếu sống với anh. Nhưng đến anh cũng vậy thì tôi còn có ai để níu kéo. Kết thúc đi. Mình níu tay. Đừng đi em. Anh không muốn mất nhau đâu, thật đấy. Đây là tình yêu à? Anh đã cho tôi biết tình yêu này là một điều dối gian. Tôi không muốn khóc vì anh nữa. Tôi giật tay đi qua. Lên xe tôi ôm mặt gục vào vai mẹ. Cố lên con, mọi chuyện sẽ qua thôi. Con muốn ra mộ của con mình. Qua 49 ngày thì ra con ạ, mẹ xem rồi. Không quan trọng, con của con sẽ chẳng sao hết. Tôi đến nấm mộ nhỏ nhỏ, rồi sờ lên bia mộ tên con Nguyễn Thanh Bình. Tôi gào lên nghẹn ngào. Thôi mà con, mẹ bảo rồi, ra cho thêm đau thương. Mẹ ơi, con muốn con của con không cần chồng. Mẹ biết rồi. Tên đó do mình nó đặt đấy. Con phải bình tĩnh chứ, làm bố mẹ nóng ruột quá con ạ. Mình phóng xe về nhà, thấy mẹ đẻ và Huyền đang làm đồ ăn trong nhà. Đi đâu thế con? Mẹ đi xem thầy bói, bảo là không được đến gần vợ trong 3 tháng. Nó ám vận đen vào người con đấy. Anh về rồi đấy à? Huyền nói. Bê bát bánh trôi bánh chay ra. Ăn đi con, ăn cho mát. Mình gạt đồ, rồi đập đồ như kẻ điên loạn. Sao thế con? Ôi, con tôi sao vậy? Bà làm ơn, tha cho cuộc đời tôi đi. Tha cho tôi đi, tôi xin bà đấy. Anh có nghĩ đến cái thai của em không? Huyền đến gần. Đừng đến gần anh. Con trong bụng em là của em, đừng đến gần anh. Mình lên phòng xách đồ, nhìn tấm ảnh cưới. Anh ta sờ tay lên, rồi đấm dầm vào tường. Chết tiệt. Xách đồ xuống nhà, mẹ Minh gàn. Con ơi, đừng đi mà. Giờ thì bà có thể sống một mình, mà không sợ tôi cấm đoán bà đưa trai về nhà nữa. Minh gạt tay. Anh Minh, anh Minh. Mẹ, giữ anh Minh lại đi mẹ. Mấy hôm là nó về, không phải lo. Mẹ có chắc là cái Hân nó bảo chia tay không?
Không chia tay, mẹ cũng không bao giờ chấp nhận loại như nó. Nhưng anh Minh, anh ấy hình như đang yêu nó hơn con thật rồi. 3 tháng sau kể từ khi sau ngày đó, tôi luôn được nghe kể rằng mình suốt ngày say xỉn, bạn bè đều không khuyên bảo được, nhưng tôi đều bỏ qua tai. Anh ta khắc sẽ có người lo cho. Đơn xin ly hôn vẫn chưa ký, tôi nộp đơn phương. Mai đi rồi con có gặp Minh bảo nó một câu không? Mẹ tôi hỏi. Anh ta không còn là gì với con cả, mẹ cũng đừng nhắc đến anh ta trước mặt con nữa. Con kiên quyết không gặp, cũng không nghe điện thoại của nó. Con làm vậy thì được gì? Lòng con có vui không? Nếu không ở được với mẹ chồng thì con có thể ra ngoài, hai đứa có nhà bên ngoài rồi đấy thôi. Mẹ nghĩ con sẽ thay đổi quyết định không? Tôi đứng dậy vào phòng, ngồi nhắm mắt tựa đầu vào tường buồn bã. Mình ngồi uống rượu say mềm người. Tao ra với mày nốt hôm nay thôi đấy nhá. Vợ tao bảo là không khuya được mày, mà cứ đi cùng chính là hại mày. Bạn Minh nói. Thế thì mày về trước đi. Bạn Minh giật chén rượu. Mày định thế này đến bao giờ? Xuống gặp vợ, nói cho rõ. Tao nghĩ đàn bà họ dễ bỏ qua mà. Dễ bỏ qua, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên. Vợ tao nói thế đấy. Nghe tao nói một lần nữa. 3 tháng rồi, cô ấy chắc cũng nguôi rồi. Nghe tao, xuống nhà vợ đi. Minh thở dài. Đi đi, nói khéo vào. Tao tin Hân là người biết suy nghĩ. Mày sắp lên giám đốc chi nhánh rồi. Báo cho cô ấy mừng. Liệu có được không? Không thử thì làm sao mà biết được. Mình đứng dậy lái xe về nhà vợ. Vừa về tới cổng, bố vợ đang quét sân. Con chào bố. Ơ, sao ở đây? Dạ, con Hân nó bay sang Hàn Quốc, chỗ con bé Hà, nó chưa bảo với con à? Dạ chưa, đi bao giờ vậy bố? Ra sân bay được một lúc rồi. Vậy con ra đó đi ạ. Mình cầm máy gọi điện cho Hân, vừa đi vừa chạy. Tôi thấy Minh gọi, tôi tắt máy và dặn mẹ. Con và anh Minh đã hết, nên mẹ đừng lo nghĩ là con sẽ quay lại. Để con đi là điều tốt nhất. Nó đang gọi mẹ đây này. Mẹ đừng nghe, con sang đó sẽ gọi về cho mẹ ngay. Con đi đây ạ. Tôi xách túi bước đi, lòng cố vững vàng, cố không suy nghĩ bất kỳ điều gì cả. Tôi thật sự đã rũ bỏ được người chồng phản bội, người mẹ chồng ghê gớm, tôi đã làm được. Mình chạy đến nơi, thấy mẹ Hân. Con gọi cho mẹ mãi mà không nghe máy. Nó đi rồi, hai đứa cứ coi như là có duyên mà không phận. Mình nhìn chiếc máy bay đang lăn bánh chạy trên đường băng. Nhìn máy bay cất cánh, mình sờ chiếc máy bay qua cửa kính. Em phải thật mạnh khỏe và hạnh phúc, quên kẻ như anh đi cũng tốt. Nói vậy nhưng đôi mắt đỏ ngầu tựa vào ô kính. 2 năm sau, mình lên làm giám đốc ở trụ sở chính khi mới 34 tuổi. Chúc mừng nhé, 2 năm mà quá thành công luôn. Không ai ở chi nhánh mà vươn nhanh như cậu. Thật sự giỏi, lớp trẻ quá giỏi. Sếp nói. Cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng thêm. Có nên thưởng cho cậu chuyến đi du lịch không nhỉ? Nào, bốc thăm đi, chúng đâu tôi tặng cậu. Em bận lắm, không đi đâu được đâu ạ. Nào, bốc đi, đừng cãi sếp chứ. Em không dám, sếp đừng đùa. Sếp vỗ vai. Tại nhà Minh, Linh bế con rồi nhìn đứa trẻ 2 tuổi chơi ở sân. Mẹ này, sao con nhìn con bé Bảo Trâm? Nó chẳng giống thằng Minh tí nào mẹ nhỉ? Ai bảo là không giống? Con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ. Không giống thật mà, nhìn không có nét gì luôn. Vớ vẩn, thằng Minh nó mà nghe được lại chú ý. Mẹ này, chú ý về nhưng không ngủ chung phòng với con Huyền. Nó làm gì mà để chú ý ghét thế? Tao cũng chả rõ, tao phải văn vở ốm ngất nó mới về, mà cũng đi từ sáng đến tối, có hôm về cũng chẳng về. Con Huyền nó đi làm gì mà giờ chưa về à mẹ? Nó bận lắm, đang đầu tư dự án gì ấy, có chơi đâu. Mẹ hợp nó nhỉ, trông con cho nó đi làm thế là ngon rồi. Nó bận gấp mấy lần mày ấy. Nó cướp chồng thì không phải dạng vừa đâu, mẹ cứ chú ý. Ăn nói, mày về nhà mày đi, nói vớ vẩn. Mẹ chả bảo con cùng về, chồng con bảo tháng này mẹ đưa có 3 triệu, ít thế. Tao cho con mày, chứ tao cho chúng mày à? Thằng em thì kiếm khối tiền, còn thằng anh giờ có vợ con rồi, vẫn bám váy mẹ là thế nào? Mẹ cho cháu mẹ chứ cho con đâu mà mẹ cứ phải nói to thế. Dắt xe đi về. Tối đến một tay bế cháu, một tay nấu cơm nhễ nhại mồ hôi. Cháu quấy khóc. Sao mẹ mày mãi chưa về nhở? Con thì nhỏ mà đi không biết giờ gì cả. 9 giờ mới thấy Huyền về,
nước hoa thơm phức, tô son đậm. Mày đi làm gì mà giờ mới về thế hả con? Con đi làm chứ có đi chơi đâu. Đáp trả gay gắt. Làm gì mà tận 9 giờ mới về? Mẹ hay nhỉ, mẹ điều tra con đấy à? Tao nấu cơm, chờ về ăn, chứ không lẽ tao ăn một mình, mà mày không ăn cũng không gọi về. 6 giờ con không về là mẹ tự phải biết rồi còn gì. Thế vứt mẹ nó điện thoại đi, dùng để làm gì? Mẹ ăn nói cho đàng hoàng, mẹ văng với con thì con sẽ học văng với mẹ đấy. Con này, mày láo quá rồi. Con Hân mà nói như thế này, tao vả gãy răng rồi đấy. Mẹ chẳng có quyền gì mà vả con cả. Con sống ở đây vì cho con của con có gốc khác, có họ hàng. Còn mẹ thấy đấy, con với anh Minh có nói chuyện với nhau đâu. Thế mày cút đi, để lại cháu cho tao. Ai khi xưa kể nói với con dâu là con tao còn chả cần nữa là cháu? Ai nhỉ? Bà kể nói Hân. Mẹ đừng sống như thế, không có đức đâu. Bế con lên cầu thang. À, mẹ bảo ông bồ của mẹ đến thì nói bé thôi, cứ như là nhà công cộng ấy. Mẹ chồng ức mà không làm gì được. Huyền nhắn tin cho Minh. Anh có về không? Minh không trả lời. Huyền sang phòng của Minh. Ảnh treo của vợ cũ vẫn còn nguyên. Cô ta lấy bút gạch xóa đầy mặt Hân trên ảnh. Này thì để này. Đang gạch xóa thì đèn bật hẳn lên. Huyền đang bật đèn điện thoại. Cô đang làm cái gì thế? Minh hỏi. Em đâu có. Lấy tay xóa xóa. Để đấy, ra khỏi phòng tôi ngay. Anh, ngày kia sinh nhật con, anh định... Ngày kia tôi đi công tác rồi. Tôi nói rồi, đây là con của cô không phải của tôi, làm gì tùy cô. Tại sao anh lại ghét bỏ con của em? Tôi chẳng ghét bỏ ai cả, là tự cô suy diễn. Nhà này có thể ở, nhưng riêng phòng tôi đừng bước chân vào. Mình kéo tay đẩy Huyền ra bên ngoài. Anh ta lấy khăn sạch, lau, sạch sẽ tấm ảnh, lộ nụ cười của Hân, khiến Minh buồn. Ở nơi đó, em có khỏe không? Có bạn trai mới chưa? Minh dựa đầu vào ảnh đứng lặng yên. Hôm sau mẹ Minh tắm cho cháu, nhìn đứa bé rồi lấy ảnh Minh hồi bé ra nhìn. Hay là con gái, nên nét nó khác nhỉ? Mà thật sự không giống tí nào. Lấy tóc của con bé và tóc của Minh trên gối, âm thầm đi nhờ đứa cháu xét nghiệm. Cả đêm đi đi lại lại nhìn con dâu, nói chuyện điện thoại cười hớn hở. Bà ta ngứa mắt mà chẳng thể làm gì. Ngày hôm sau có kết quả. Bác ơi, có kết quả rồi đấy. Thế nào, sao rồi? Không phải cùng huyết thống đâu ạ. Rụng rời tay chân. Linh, cô con dâu cả, thấy mẹ chồng co giật, sùi bọt mép, sợ hãi hét lên. Mẹ ơi mẹ, sao thế? Bà ta nhìn đứa cháu gái mà uất không nói nên lời, tay chỉ mà mồm sùi bọt mép. Nó, trợn ngược mắt, nó, sùi bọt mép lăn đùng co giật. Vậy đấy, người ta thường nói, nhân quả luôn luôn có, tất cả tội lỗi trên thế gian đều phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn. Tiếng sấm chớp lóe lên, phía trong góc phòng cấp cứu của bệnh viện. Mẹ Minh nằm bất động, mắt nhìn lên trần nhà. Cô con dâu cả cứ hỏi, mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con nói không ạ? Mẹ có viết di chúc lại chưa? Hay là mẹ có gì nhắn lại để con gọi bác sĩ vào làm chứng? Bà ta u uất nhìn con dâu rồi buông thõng tay. Mình lên máy bay tới du lịch tại nước Hàn Quốc xa xôi mà không hay biết ở nhà đang xảy ra chuyện. Đáp máy bay xuống sân bay Incheon, cũng là lúc nơi này mùa xuân, cảm nhận hương xuân trong cơn gió. Sao được mặt ra thế này? Bạn Minh hỏi. À không, thấy ở đây nhiều hoa quá. Hoa mới đẹp chứ. À quên, mày dị ứng phấn hoa đấy nhỉ? Chắc hoa ở đây không bị sao đâu. Hy vọng là thế. Đi nào, bắt đầu xóa thôi. Minh và bạn ra nơi tập kết, hướng dẫn viên đưa về khách sạn, nơi họ nghỉ ngơi. 30 phút nữa sẽ tập kết ở dưới sảnh để dùng bữa ạ. Ok. Em làm hướng dẫn viên bên này lâu chưa? Bạn Minh hỏi. Dạ em làm 1 năm thôi ạ, làm thêm thôi anh. Tí nữa cho anh xin số nhé. Cô gái ấp úng. Thôi, đừng trêu người ta nữa, tắm đi rồi còn đi ăn. 30 phút sau tại sảnh, mọi người trong đoàn du lịch tập trung ăn tại sảnh và bắt đầu cho chuyến du lịch. Mọi người sẽ đến vườn anh đào tại công viên Subong. Mọi người có thể tự ngắm cảnh và chụp hình trong vòng 45 phút. Chụp ảnh cho tao phát để gửi cho sư tử Hà Đông ở nhà. Ý nói vợ. Có cần chụp kèm cô hướng dẫn viên không? Minh hỏi. Mày điên à? Minh cười rồi cầm máy lên, chụp hoa bắt đầu rơi.
Tôi đã sang Hàn Quốc được 2 năm rồi. 2 năm qua tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, trau dồi bản thân để quên đi mọi thứ của quá khứ. Tôi đến nơi làm việc hiện tại là một cô hướng dẫn viên du lịch. Hân, bên này. Chị đang làm thêm nên còn ít kinh nghiệm. Sao rồi, cháu mày ổn chứ? Ừ, chị tao về trông rồi, cảm ơn đã hộ nhé. Đoàn đông mà sếp bảo tao ở lại học hỏi. Thế thì tốt quá rồi. Xin chào mọi người. Tôi quay sang chào mọi người. Mình cầm máy ảnh. Qua ống kính anh ta thấy Hân cười rạng rỡ dưới tán anh đào. Chụp xong chưa? Tao mỏi mồm quá, cười toe mồm rồi. Mình đứng lặng yên, không bỏ được máy xuống. Hân tiến tới. Xin chào, tôi là hướng dẫn viên chính của đoàn. Mình gật, tay vẫn để máy ảnh che nửa gương mặt. Mọi người ơi, sau khi chụp xong sẽ đến chợ quê, Gangwa, để tìm hiểu thêm về đặc sản và con người Hàn Quốc nhé. Hân quay đi tay cầm chiếc cờ hướng dẫn màu đỏ. Này, mày thấy gái nên đơ đấy à? Biết đâu sang đây quen được cô vợ mới chứ? Bạn Minh thắc mắc. Minh bỏ máy xuống. Đúng lúc Hân quay lại, họ nhìn thấy nhau giữa hàng cây hoa rơi này. Chẳng ai có thể nói với ai được lời nào. Lặng im, phải chăng là tốt nhất? Tại Việt Nam, Mạnh, con trai trưởng đang lau tay cho mẹ anh ta. Mẹ, con nhắn cho thằng Minh rồi, để nó về sớm chăm mẹ. Con thì còn phải đi làm, vợ con còn hai đứa nhỏ không chăm được mẹ. Chờ thằng Minh về, rồi kêu nó thuê giúp việc thôi. Tao không cần chăm, cứ về hết đi, con Huyền đâu rồi? Nó kêu con nhỏ nên ở nhà, sợ vào viện con nó bị lây bệnh. Được lắm, tao phải xé xác con chó đấy. Ôi, sao về mẹ? Mẹ đang bị huyết áp cao, cẩn thận tai biến đấy. Tao tự lo được, đăng ký cho tao xuất viện ngay. Để bác sĩ theo dõi đã mẹ. Tao bảo về là về. Mặt tức giận. Tại Hàn Quốc, Minh và Hân nhìn nhau ái ngại. Minh mở lời trước. Em khỏe không? Không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây. Em khỏe, còn anh? Quen nhau à? Mình nó sang đây hưởng tuần trăng mật. Bạn Minh nói trêu. Vậy à? Em còn làm việc, tạm biệt nhé. Hân quay đi, mình chưa kịp nói. Mày điên à? Trêu vớ trêu vẩn. Minh tức. Trêu có sao đâu, có phải vợ mày đâu mà sợ. Cô ấy chính là vợ cũ của tao. Bạn Minh ngẩn người. Thật à? Mày đùa sao? Tại tao mới vào làm 2 năm nên không biết. Ừ, thôi kệ đi. Mình cứ vậy đi sau đoàn. Tôi bất giác gặp lại chồng cũ nên thấy lòng hơi khó chịu. Tại sao lại gặp lại nhau? Tại sao vậy? Tôi thấy chạnh lòng khi thấy chồng cũ. Mình cứ lặng đi theo cùng đoàn, nhìn Hân tự tin hơn khi giao tiếp, mạnh mẽ trong cả cách ứng xử. Mình bỗng trở nên trầm lặng và chỉ chú ý vào Hân lặng lẽ ở phía sau. Người thương ngay ở trước mặt, sau 2 năm gặp lại mà chẳng thể nói nên lời. Tại Việt Nam, mẹ của Minh đột ngột bắt xe về ngay trong đêm. Bà ta khẽ mở cửa nhẹ nhàng, rồi lên trên, thấy Huyền đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng đò đưa à ơi. Em cũng nhớ anh lắm. Anh cứ chuyển cho em 1 hay là 2 ngàn tùy tâm anh. Em không đòi hỏi. Em cũng cố cho con có một gia đình, nhưng ở đây chỉ nhận sự ghẻ lạnh thôi anh ạ. Hắn ta dường như biết bé nhím không phải con hắn, chỉ có mụ già ấy là vẫn ok thôi. Bao giờ anh đón mẹ con em sang đó cùng anh vậy? Mẹ Minh bật đèn bước vào, Huyền vội cúp máy. Mẹ, mẹ về bao giờ vậy? Sao im ắng thế? Mày nhìn thẳng vào tao, Huyền, con nhím là con của thằng nào? Mẹ nói gì vậy? Con của con với anh Minh. Mẹ đừng ăn nói hồ đồ, họa từ miệng đấy ạ. Bà ta tát Huyền. Bóp, con chó, mày nghĩ mày lừa tao đến bao giờ? Bà có quyền gì mà đánh tôi hả? Lấy tay chỉ vào mặt mẹ chồng. Tôi hỏi bà, có quyền gì đánh tôi? Á à, gái đĩ già mồm, chửa với thằng khác rồi đổ cho con tao. Bám lấy con tao để có tiền ăn chơi à? Mày sống không biết nhục à? Mau cút ra khỏi nhà tao. Bà không phải đuổi tôi cũng đi nhá. Bà trách bà đi. Chính bà bảo tôi về đây ở, cho con nó có bố, chứ chẳng phải tự dưng mà tôi về. Con này, mày không biết chơi là gì à? Cút, mang cả cái của nợ kia ra khỏi nhà tao. Bà bị quả báo đấy. Cháu bà, đến lúc chết bà cũng chả bế lấy một lần. Huyền cho mấy bộ đồ cô ta chuẩn bị sẵn. Cút! Mẹ Minh quát rồi ngồi bịch xuống. Huyền bế con xuống xe rồi lái đi. Đúng thế, tao vô phúc. Cháu mình không bế, lại đi bế cháu người. Tao vô phúc thật rồi. Tại Hàn Quốc,
Kết thúc chuyến đi ngày thứ nhất, khi Hân tiễn mọi người về khách sạn, mình đứng lại. Em rảnh không? Chúng ta uống cà phê nhé. Em không. Lạnh nhạt. Nói chuyện sao không nhìn vào mắt anh? Không thích. Tôi quay đi, mình giữ tay. Tối nay anh chờ em ở bến xe buýt đối diện sảnh khách sạn này nhé. Tôi không đến đâu. Anh chờ. Tôi gạt tay rồi quay đi, lòng nặng trĩu. Tối về tôi ăn cơm, cứ gẩy gẩy, khi nghĩ đến Minh, tôi lại thở dài. Ăn cơm cứ gẩy gẩy thế, ăn thì ăn không thì thôi. Hà, chị gái tôi thắc mắc. Em chẳng đói đâu. Làm sao? Tao thấy từ lúc mày đi làm về cứ thẩn thơ thế. Em về phòng đây. Tôi vào phòng đóng cửa lại, thấy trời lấm tấm mưa. Mưa thế này anh ta chắc chẳng ra đâu nhỉ. Minh ngồi dưới bến xe buýt, mưa nhỏ lấm tấm, dòng người đi qua che ô, cứ vụt qua nhau. Minh nhìn đồng hồ, 7-8 giờ rồi 9 giờ, trời mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi thấy mưa to tầm tã, cứ ngồi nhìn mưa 2 tiếng, tôi bồn chồn. Không biết anh ta có ra không? Cầm tách trà xuống dưới, lấy nước nóng, tôi nghe thấy chị gái và anh rể cãi nhau. Bạn anh tới ở vài ngày thì làm sao? Em gái em ở đây 2 năm còn được nữa là... Anh ví em gái tôi với bạn anh đấy à? Thế em gái em, bao giờ đi? Em nói chính xác đi, ở cùng mãi làm sao được? Anh là loại ích kỷ, em gái tôi đấy. Tôi vào phòng buồn bã. Anh rể thì ra không thật sự thoải mái khi tôi sống cùng. Cũng đúng thôi, 2 năm rồi, mình ở lại đây. Có lẽ nên ra ngoài sinh sống. Tôi cứ nhìn ra bên ngoài, rồi nhớ tới chồng cũ. Thà không gặp lại, sẽ chẳng nghĩ tới. Tôi cũng không còn trách anh như 2 năm về trước, chỉ là anh ta lại lấy vợ nhanh như vậy. Đàn ông luôn tham lam, vậy tại sao còn hẹn mình làm gì nữa? Mình ngồi ướt hết áo. Anh ta cười, như tự mỉa mai bản thân. Anh có lẽ đang trông mong vào điều không thể, vết thương giữa chúng ta có lẽ quá lớn. Hôm sau ngày thứ 2, tôi tiếp tục đến đón đoàn, mọi người xuống hết. Tôi không thấy Minh liền hỏi bạn anh ta. Nó kêu mệt, không đi. Đêm qua đi đâu ướt hết, về lại uống rượu nữa, chắc là mệt. Mà em quan tâm bạn anh, sao không lên hỏi thăm nó? Chuyện nó có vợ anh trêu đấy, đã lấy ai đâu? À không, để em biết báo suất ăn thôi ạ. Minh đứng từ trên phòng nhìn xuống, thấy Hân đang nói chuyện với quản lý vui vẻ. Anh ta với đôi môi tái bợt, thu dọn đồ đạc. Đến chiều tối, tôi đưa đoàn trở về. Thấy bạn Minh chạy xuống hỏi lễ tân. Bạn anh nó đi rồi à? Sao không có đồ trong đó? Dạ vâng, anh ấy đã trả thẻ phòng rồi ạ. Mới đi khoảng 5 phút thôi ạ. Cái thằng này, sao vậy? Sao tự dưng lại về nhỉ? Tôi đột nhiên cảm thấy như mất cái gì đó, vội vã chạy ra bên ngoài. Chạy dọc con phố đối diện khách sạn. Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay, thì tình yêu trong em vẫn còn. Em vẫn còn yêu anh. Tôi vừa chạy vừa khóc, rồi dừng lại bên kia đường. Tôi thấy Minh đang xem mấy trẻ thiếu nhi hát trên góc phố. Anh ấy đứng vỗ tay theo nhịp nhạc. Tôi bật khóc lớn rồi gọi. Anh Minh! Minh ngạc nhiên quay lại, tay vẫn cầm chiếc túi sách du lịch. Anh đi đâu vậy? Tôi không biết nói gì hơn. Anh định đi chỗ khác ở, tránh việc gặp em đỡ bất tiện. Tôi chạy sang ôm lấy Minh. Tháng năm vẫn cất anh ở trong tim em. Đau buồn đã qua, nhưng tình yêu vẫn ở lại. Mình ôm lấy đầu tôi. Anh rất nhớ em, hãy quên đi chuyện cũ và quay về với nhau được không em? Tôi khóc như một đứa trẻ, trong lòng chồng cũ của mình. Một năm sau, tại bệnh viện, tiếng khóc e oe của một đứa trẻ. Tôi sốt ruột quá, mẹ Minh nói. Nghe tiếng cháu khóc rồi đấy. Mẹ Hân, Minh bế ra. Con trai nặng 3,5 cân. Cảm ơn trời đất cho chúng nó mẹ tròn con vuông. Bà bế cháu yếu ớt. À, bà, tôi luộc trứng rồi, cho con Hân ăn 9 quả nhé. Hân được đẩy ra. Mẹ vẫn ở đây ạ? Hân hỏi. Tao không ở đây thì ở đâu? Cứ con khỏe mẹ khỏe là tao vui rồi. Tôi cười khi thấy mọi người vui vẻ. Sau ngày đó, khi tôi trở về, bà đã thay đổi hẳn tính nết. Mua gì cũng mua cho tôi, ăn gì cũng hỏi tôi trước. Sáng sớm cũng cấm tôi dậy sớm, cứ ngủ, bà còn bảo vợ chồng tôi ra ở riêng. Nhưng tôi nghĩ mình luôn làm tròn bổn phận của người con dâu. Sẽ có một ngày, những người mẹ chồng như mẹ chồng tôi sẽ hiểu ra. Thế gian này
chỉ cần coi con dâu như con của mình, thì những người làm dâu như chúng tôi sẽ không quên rằng chúng tôi có một người mẹ thứ hai.